Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với chương trình hướng dẫn tự ôn thi SCCA của tự ôn thi.com nơi giúp các bạn học đơn giản và thi hiệu quả Đây là video đầu tiên trong cái chủ đề hợp nhất của môn SBR và trong video này thì mình sẽ đi giải thích 5 điều các bạn cần biết về chủ đề hợp nhất trong đề thi của môn SBR Như mình đã chia sẻ trong cái video về cái cách học môn SBR đó thì cái môn SBR này nó sẽ bao gồm 5 cái dạng bài tập trong đó cái dạng bài tập về hợp nhất là dạng bài tập mà luôn luôn xuất hiện trong đề thi và đây cũng là cái dạng bài tập mà khiến cho nhiều bạn lo lắng sợ hãi mệt mỏi nhất đúng không ạ? Vậy làm thế nào để có thể học được cái chủ đề này một cách đơn giản và hiệu quả? Thì mình gạch ra đây 5 ý, 5 điều mà các bạn cần phải biết về cái chủ đề hợp nhất này trước khi mà chúng ta đi vào tìm hiểu chi tiết. Đầu tiên, đó là các cái câu hỏi bài tập trong đề thi môn SBR về cái chủ đề hợp nhất này nó sẽ bao gồm nhiều câu hỏi nhỏ về các cái khía cạnh của các cái giao dịch hợp nhất thay vì là yêu cầu chúng ta phải lập một cái báo cáo hợp nhất đầy đủ giống như là trong môn F7 hay là môn FR đó ạ. Ở cái môn FR là cái báo cáo tài chính cấp độ cơ bản thì chúng ta thường yêu cầu là lập một cái bảng cân đối kế toán hợp nhất hoặc là lập một cái báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất đúng không? Nhưng mà cái đề thi của môn SBR này nó là cấp độ nâng cao. Do vậy thì thay vì việc yêu cầu chúng ta kiểu tính toán đơn thuần và lập nên một cái báo cáo ở dạng đơn giản thì nó sẽ hỏi chúng ta về nhiều cái khía cạnh của một cái giao dịch một cái quá trình hợp nhất và bởi vì nó hỏi về từng khía cạnh nhỏ một nên thường là sẽ khá phức tạp xem qua một lượt đề thi của các kỳ trước thì chúng ta sẽ thấy có ba cái động từ thường xuyên xuất hiện trong cái dạng bài tập hợp nhất thứ nhất đó là yêu cầu chúng ta tính toán một cái chỉ tiêu nào đó bởi vì là nếu như yêu cầu chúng ta lập một cái bảng một cái báo cáo tài chính hợp nhất thì sẽ là quá mất thời gian đúng không thì dẫn đến chỉ có thể yêu cầu chúng ta lập một cái báo cáo dạng đơn giản thôi nhưng mà ở đây thì các cái giao dịch được đề cập lại là dạng phức tạp do vậy để thi sẽ yêu cầu chúng ta là tính toán một cái chỉ tiêu nào đó thôi ví dụ như là tính toán chỉ tiêu lợi thế thương mại cần phải ghi nhận này hay là tính toán cái lợi nhuận từ việc thanh lý công ty con này cái động từ thứ hai đó là yêu cầu chúng ta giải thích một cái vấn đề hay là giải thích về cái cách áp dụng cái chuẩn mực kế toán vào trong một cái tình huống của đề bài hay là cái cách thức mà một cái giao dịch nên được hệ toán theo cái quy định kế toán. Cái động từ thứ ba chúng ta có thể gặp đó là từ thảo luận, tức là đề bài sẽ yêu cầu chúng ta là thảo luận về cái cách hệ toán kế toán đối với một cái giao dịch, một cái sự kiện. Điều thứ hai mà chúng ta cần biết đó là trong các cái yêu cầu bài tập của môn SBR liên quan đến phần hợp nhất này thì yêu cầu đề bài sẽ luôn bao gồm hai phần, đó là phần tính toán và phần thảo luận lý thuyết. Câu hỏi về phần hợp nhất này thì thường xuất hiện ở cái câu hỏi số 1 của phần A của đề thi Thì câu hỏi này mình thấy là nó sẽ có khoảng tầm là 30 điểm Thì trong đó cái phần tính toán theo như ACCA họ nói thì sẽ là tối đa không quá 25 điểm Theo như thực tế mình quan sát đề thi thì mình thấy là cái phần tính toán nó chỉ chiếm khoảng 2 phần 3 số điểm thôi Còn 1 phần 3 còn lại sẽ là phần thảo luận về các cái quy định Điều này nó sẽ nói lên cái vấn đề đó là khi mà chúng ta học cái chủ đề hợp nhất này thì thay vì giống như lúc chúng ta học môn FR ấy là chúng ta cứ xem là quy trình tính toán bước 1 là gì, bước 2 là gì, bước 3 là gì và làm sao người ta tính ra được cái số đó thì với cái môn SBR này chúng ta sẽ không áp dụng được cái cách học như vậy. Chúng ta sẽ phải học theo kiểu là xem một cái giao dịch người ta đưa ra. Chúng ta phải hiểu được là cái giao dịch này thì nó cần phải áp dụng cái quy định gì. Tại sao lại áp dụng cái quy định này và áp dụng như thế nào? được chưa ạ? áp dụng quy định gì? tại sao là áp dụng quy định này và áp dụng như thế nào? có như vậy thì chúng ta mới có thể trả lời được các cái câu hỏi yêu cầu phần giải thích thảo luận của đề bài. Điểm thứ ba chúng ta cần biết đó là đối với các cái dạng bài tập hợp nhất trong đề thi môn SBR thì cái cấu trúc của cái tập đoàn cần hợp nhất nó sẽ phức tạp hơn rất là nhiều so với đề thi của môn FR. cụ thể là nó sẽ bao gồm nhiều các cái đơn vị cần phải hợp nhất hơn và nó cũng có thể là sẽ có cái sự thay đổi cấu trúc của tập đoàn trong cái năm tài chính chẳng hạn như là các cái trường hợp mua thêm cổ phần hoặc là thanh lý bớt cổ phần sở hữu tại công ty con công ty liên doanh chính vì cái đặc điểm này cho nên là khi mà chúng ta học cái phần hợp nhất của đề thi môn sbr đó thì chúng ta sẽ phải đặc biệt lưu ý đối với các cái quy định liên quan đến vấn đề là trường hợp nào thì một cái công ty sẽ phải hợp nhất vào báo cáo của công ty mẹ hay là cách trường hợp nào thì không cần phải hợp nhất và báo cáo của công ty mẹ và không hợp nhất thì sẽ được thuyết minh các thứ như thế nào. Các cái quy định này thì thật ra chúng ta đã học ở môn FR rồi, tuy nhiên là chỉ học lý thuyết thôi mà không có cần sử dụng đến. Tuy nhiên trong môn SBR này thì chúng ta sẽ phải sử dụng đến những cái quy định như vậy. Lưu ý thứ tư mà chúng ta cần nhớ đó là các cái bài tập hợp nhất trong đề thi môn SBR thì nó sẽ bao gồm cả kiến thức từ các cái chuẩn mực riêng khác nhau. Ví dụ như là chuẩn mực về các cái khoản thanh toán dựa trên cổ phiếu hay là chuẩn mực về các khoản lợi ích cho nhân viên hay là công cụ tài chính. Những chuẩn mực này nó sẽ thường xuyên xuất hiện trong các cái dạng bài hợp nhất. Chính vì vậy nên là khi mà học môn SBR thì theo mình các bạn nên học các cái chuẩn mực riêng trước sau đó thì hãng chuyển sang cái phần hợp nhất bởi vì như vậy thì chúng ta có thể sử dụng kiến thức của các phần đã học để áp dụng vào trong cái dạng bài hợp nhất ấy chứ lúc mà học cái dạng bài hợp nhất xong gặp cái chuẩn mực riêng nào lại phải quay lại đi học rồi tra thì nó hơi phức tạp một chút cái lưu ý cuối cùng ở đây mà mình muốn nhắc đến cũng là cái phần quan trọng nhất đó là về Phạm vi các cái yêu cầu của ACCA đối với chủ đề hợp nhất trong đề thi môn SBR thì nó sẽ bao gồm các cái yêu cầu Đối với chủ đề hợp nhất ở môn FR, ví dụ như là các cái kiến thức căn bản về báo cáo tài chính hợp nhất này hay là về cái quy trình hợp nhất này hay là về các cái cách xử lý các cái giao dịch nội bộ giữa công ty mẹ và các cái công ty trong tập đoàn. Ngoài ra thì nó sẽ bổ sung thêm các cái nội dung quan trọng sau. Đầu tiên đó là hợp nhất qua nhiều giai đoạn, ví dụ như là bắt đầu thì chỉ đạt uh, tỷ lệ sở hữu Kiểm soát chỉ đạt 20% nhưng đến một thời gian sau lại mua thêm dẫn đến nó đạt 60% và cần là hợp nhất như kiểu công ty con vậy. Nội dung thứ hai đó là thanh lý một phần hoặc toàn bộ. Tức là khi mà công ty mẹ sẽ bán một phần hoặc toàn bộ cái quyền sở hữu của mình ở công ty trong tập đoàn. Khiến cho cái công ty đó từ công ty con trở thành ví dụ như là công ty liên kết chẳng hạn. Nội dung thứ ba đó là các cái công ty con được mua với cái mục đích là để bán lại. Nội dung thứ tư đó là trường hợp hợp nhất cho các cái giao dịch và các cái công ty con hay là công ty liên kết nhưng mà ở nước ngoài. Nội dung thứ năm đó là tái tổ chức lại cấu trúc của tập đoàn. Với cái nội dung này thì chúng ta hầu như chỉ được yêu cầu thực hiện đối với cái phần là giải thích về quy định kế toán tương ứng còn đâu sẽ không yêu cầu chúng ta phải tính toán bởi vì theo mình thì nó là quá phức tạp để có thể kiểm tra phần tính toán trong một cái đề thi mà nó cũng không có cần thiết nội dung thứ sáu đó là các cái hợp đồng hợp tác kinh doanh nội dung thứ bảy đó là vấn đề báo cáo lưu chuyển tiền tệ cái này ở môn NFR thì chúng ta không được yêu cầu học về cái trường hợp báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất nhé Nhưng mà riêng cái phần môn SBR này thì cái báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất này lại là một nội dung rất quan trọng thì đó là 5 cái vấn đề mà các bạn cần phải lưu ý trước khi mà bắt tay vào học cái chủ đề hợp nhất của môn SBR này. Và trong cái video tiếp theo, mình sẽ đi giải thích về cái nội dung đầu tiên của chủ đề này đó là hợp nhất kinh doanh qua nhiều giai đoạn. Và trong lúc chờ đợi mình ra video mới thì các bạn hãy ôn tập lại các cái kiến thức cơ bản về chủ đề hợp nhất thông qua các cái video mình đã làm cho môn SBR nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và đừng quên ủng hộ bọn mình bằng cách chia sẻ video này nhé.